Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, những năm gần đây xảy ra hàng loạt vụ án mạng sát hại người tình khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, sợ hãi. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, cự cãi dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp khiến các đối tượng không kiềm chế được cảm xúc, hành vi mà ra tay sát hại bạn trai, bạn gái. Người cùng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, để rồi hối tiếc thì đã quá muộn màng. Mới đây nhất phải kể đến vụ việc thương tâm xảy ra ở Thái Bình. Khi đang tổ chức đám cưới, cô dâu bị người yêu cũ tấn công trọng thương, bất giác ngày vui biến thành ngày đau thương. Theo dõi vụ việc, không ít người đặt ra câu hỏi, liệu đối tượng tấn công cô dâu sẽ bị xử lý như thế nào? Ngày 24 tháng 12, lãnh đạo xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cô dâu bị người yêu cũ tấn công dẫn đến trọng thương khi đang tổ chức đám cưới. Theo thông tin ban đầu, 7 giờ 45 phút cùng ngày, trong lúc gia đình chị Hát sinh năm 2000, trú tại xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tổ chức tiệc cưới và chuẩn bị tiệc đãi khách trước khi nhà trai đến đón dâu như đã định, thì Đoàn Hữu Dũng, sinh năm 1995, trú tại xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, xuất hiện tại đám cưới. Giữa hai bên có lời qua tiếng lại và Dũng bỏ đi. Sau đó thì người này đã mang dao trở lại, tấn công nhiều lần vào vùng mặt, khiến chị bị thương nặng. Dũng sau đó đã bị tạm giữ đưa về cơ quan công an để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Gia đình của cô dâu và bạn bè có mặt đưa chị Hát đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Bước đầu cơ quan chức năng xác định đối tượng này là người yêu cũ của cô dâu. Vì ghen tuông nên đã thực hiện hành vi tấn công, gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân. Theo dõi sự việc, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho biết cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân của sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng, xác định khả năng nhận thức điều khiển hành vi của đối tượng khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, đánh giá hậu quả xảy ra đối với nạn nhân để xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng thực hiện hành vi nhằm mục đích tước đoạt tính mạng nạn nhân hoặc hành vi có thể dẫn đến tử vong, cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng về tội sát hại người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Theo ông Cường, để làm rõ hành vi của đối tượng là cố ý gây thương tích hay sát hại người, cơ quan điều tra sẽ làm rõ tư thế thực hiện hành vi tấn công, vị trí mà đối tượng này hướng đến, khả năng chống cự của nạn nhân, khả năng sát thương của hung khí, mức độ thương tích và hậu quả có thể xảy ra để xác định hành vi này có thể dẫn đến mất mạng hay không, làm cơ sở xác định tội danh để xử lý đối với đối tượng. Về mặt lý luận, tội sát hại người là tội danh có cấu thành hình thức. Đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm có thể tước đoạt tính mạng trái pháp luật của người khác là bị xử lý về tội danh này, không phụ thuộc vào việc nạn nhân có tử vong hay không. Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện hành vi nguy hiểm có thể tước đoạt tính mạng của người khác, trong đó có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu, bỏ mặc hậu quả tử vong có thể xảy ra, hoặc mong muốn hậu quả mất mạng đối với đối tượng bị hành hung xảy ra. Nạn nhân không tử vong là do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý thức chủ quan của đối tượng gây án. Đây là hành vi sát hại người. Đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội sát hại người mà không phụ thuộc vào việc nạn nhân có tử vong hay không. Còn trường hợp, nếu không có đủ căn cứ để xử lý đối tượng về tội đoạt mạng người, cơ quan điều tra có thể xử lý đối tượng về tội cố ý gây thương tích. Nhắc đến những vụ án sát hại tình cũ trước ngày cưới vì ghen tuông, hẳn quý vị khán giả chưa thể quên được vụ án xảy ra cách đây 8 năm ở Nam Định. Vốn là mảnh đất yên bình với đồng ruộng, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, lúc bấy giờ trở nên nhốn nháo vì chưa từng xảy ra án mạng liên quan đến tình ái. Cụ thể, cô dâu bị người yêu cũ sát hại dã man khi chỉ còn 2 ngày nữa là lên xe hoa, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Phạm Thế Anh, sinh năm 1992, ngụ xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, để điều tra làm rõ hành vi sát hại người. Trước đó, theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2015, khi chị Đinh Thị Thi, sinh năm 1992, ngụ xã Yên Phương, vừa lên giường ngủ sau khi bàn bạc việc cưới xin với gia đình xong, thì Phạm Thế Anh lẻn vào trong nhà, rồi bất ngờ dùng dao thủ sẵn trong người, tác động nhiều nhát vào người. Bị tấn công bất ngờ, chị Thi chỉ kêu lên được mấy tiếng, rồi nằm bất động trên giường.
Lúc này bà Đinh Thị Quý, mẹ nạn nhân ở dưới bếp, nghe thấy tiếng kêu cứu, liền chạy lên nhà thì thấy con gái nằm bất động trên vũng máu, còn Thế Anh vẫn cầm trên tay con dao dính máu. Bà Quý liền chi hô và gọi chồng là ông Đinh Văn Thuyết chạy lên để khống chế đối tượng, nhưng Thế Anh đã chạy thoát. Chị Thi sau đó được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên. Về phần Phạm Thế Anh, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Song đến rạng sáng ngày 16 tháng 5 năm 2015, Thế Anh đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Hà Nam. Theo ông Hoàng Minh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Yên Phương, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an đã phân công lực lượng tiếp cận gia đình bị hại, bảo vệ hiện trường. Qua xác minh sàng lọc thông tin, cơ quan Công an xác định Phạm Thế Anh là nghi phạm chính gây ra vụ án. Ông Tuấn nói nạn nhân bị tấn công 7 nhát, trong đó có nhát chí mạng và cuống tim dẫn đến mất máu và tử vong trên đường đi cấp cứu. Cũng theo ông, Phạm Thế Anh đã từng một vài lần đánh nhau với thanh niên trong xã nhưng chưa có tiền án tiền sự. Thế Anh khai nhận ban đầu nguyên nhân sát hại chị Thi là do trước kia hai người yêu nhau. Nhưng biết tin người yêu cũ đi lấy chồng, không lấy được nhau nên Thế Anh đã sát hại người trong mộng để trả thù. 3 ngày sau khi xảy ra vụ án, nỗi đau mất cô con gái út khiến vợ chồng ông Thuyết vẫn không thể gượng dậy nổi. Bà Quý nằm liệt giường, lúc nào cũng có người túc trực. Một người họ hàng cho biết mấy ngày nay bà ấy không ăn uống gì, ngất lên ngất xuống, phải truyền nước liên tục. Những lúc tỉnh bà ấy chỉ khóc gọi con. Còn ông Thuyết, người đàn ông nhanh nhẹn, xốc vác công việc đồng áng, ruộng vườn hàng ngày, nay lặng lẽ như một cái bóng. Người ta bảo cha mẹ hạnh phúc nhất là lúc chứng kiến giây phút thiêng liêng khi con cái thành thân. Vậy mà con gái út đã bị sát hại khi chưa kịp mặc áo cưới cô dâu. Mất mát quá bất ngờ khiến ông Thuyết, bà Quý suy sụp. Vụ án gây xôn xao dư luận bởi từ hàng chục năm nay ở xã Yên Phương không xảy ra trọng án. Những vụ án liên quan đến ghen tuông tình ái cũng chưa từng có. Người dân nơi đây sống yên bình với đồng ruộng, tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Đinh Thị Thi vốn là cô gái hiền lành, trắng trẻo, xinh đẹp, ngoan ngoãn, được hàng xóm láng giềng quý mến. Mấy ngày nay, hay tin gia đình ông Thuyết chuẩn bị tổ chức đám cưới cho Thi, hàng xóm ai cũng mừng cho gia đình ông. Hai cô con gái lớn của ông bà đã yên bề gia thất, lo xong đám cưới cho cô con gái út, coi như ông bà đã hoàn thành trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ. Một người hàng xóm tỏ thái độ bất bình trước hành vi tàn độc của Phạm Thế Anh. Thủ phạm ra tay độc ác, không còn tính người nữa. Chứng kiến cảnh rạp cưới vừa dựng hôm trước, hôm sau đã thành rạp đám ma. Đau lòng quá, ngay cả những người già trên 80 tuổi ở xã cũng phải gạt nước mắt thốt lên rằng cả đời họ chưa bao giờ thấy vụ án nào dã man, độc ác như thế. Hành vi vào tận nhà, tận giường ngủ để giết người mà lại là người yêu thì còn ác hơn cả loài cầm thú. Có thể thấy những vụ án mạng này không chỉ gây ra hậu quả đau lòng cho gia đình mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về hiện tượng đạo đức xã hội xuống cấp. Giới trẻ ngày nay yêu thoáng sống vội mà quên mất giá trị cốt lõi của tình yêu là sự hy sinh. Họ đề cao cái tôi quá mức nên bị từ chối tình cảm, thường tìm cách trả thù, thậm chí sát hại người yêu. Nhiều bạn trẻ cho rằng sử dụng cái chết hoặc trả thù tình yêu bằng cách tước đoạt mạng sống của người khác để chứng minh tình yêu. Nhưng đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Đôi lúc vì một phút bồng bột thiếu suy nghĩ mà giới trẻ vô tình vi phạm pháp luật và phải trả giá cho những toan tính của mình bằng những năm tháng dài sau song sắt nhà tù. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án mới đây ở Thái Bình sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các video tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!